비추고 Nhà hàng Dok ở Nepal. Đúng như tên gọi của mình, Dok, nhà hàng này sẽ khiến bạn có những trải nghiệm nhớ mãi khi thưởng thức đồ ăn trong không gian tối tăm. Bên cạnh đó, bạn còn được phục vụ bởi đội ngũ nhân viên khiếm thị. Đây được coi là cách nhà hàng này muốn người khuyết tật được hòa nhập với xã hội, đồng thời tìm sự đồng cảm từ những vị khách xa lạ. Nhà hàng robot Yo Sushi. Tới thăm London, thủ đô xứ sở sương mù, bạn chớ quên ghé thăm hệ thống cửa hàng đồ ăn nhanh Yo Sushi. Tại đây, bạn sẽ được phục vụ bởi những robot iTray biết bay tạo nên từ sợi carbon và có vận tốc tối đa 11 m/s. Bạn chỉ việc ngồi và đợi một vật thể lạ bay tới mang đồ ăn cho mình thôi. Nhà hàng tự phục vụ Packers. Nhà hàng Packers ở Đức dành cho những người nào cần sự nhanh gọn. Bạn có thể gọi món thông qua sử dụng màn hình cảm ứng để tra cứu. Nhà bếp sẽ chuẩn bị phần ăn cho bạn và đặt vào thố có dáng màu trùng với màu ghế của bạn. Nhà hàng gà bay Flying Chicken. Thái Lan, đất nước nổi tiếng với những thứ độc đáo, sẽ mang tới cho bạn những trải nghiệm thú vị về một nhà hàng vừa phục vụ đồ ăn, vừa trình diễn bằng xe đạp một bánh. Các đầu bếp sẽ vừa đi trên đường băng bằng chiếc xe bé tí ấy, vừa chế biến món gà cho bạn. Nhà hàng Robot 20. Nhà hàng Robot 20 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc sẽ mang đến cho bạn sự phục vụ hoàn toàn từ 20 con robot cỡ vừa. Từ dẫn đường, bưng bê tới nấu nướng, tất cả đều được thực hiện bởi những con robot không biết ca tháng. Nhà hàng tàu lượn siêu tốc Rogo. Nhà hàng Rogo ở thành phố Abu Dhabi, Ả Rập, dùng tới 30 đường xoắn ốc nối từ bếp tới các bàn ăn. Mọi thứ đã được công nghệ hóa tới mức bạn chỉ việc chọn món qua màn hình và đợi chúng bay tới thông qua hệ thống tàu lượn siêu tốc. Có lẽ bạn sẽ không thể rời mắt khỏi những đường băng đặc biệt này và quên đi việc thưởng thức món ăn. Nhà hàng thả dù Trailblazers. Ở Melbourne, Úc, nhà hàng Trailblazers chọn cách phục vụ khách hàng bằng cách vô cùng độc đáo. Bạn sẽ đặt đồ qua trang web của nhà hàng, cung cấp địa chỉ rồi đi bộ tới nơi hẹn. Trailblazers sẽ đưa đồ cho bạn bằng chiếc dù thả từ ban công xuống. Nhà hàng Bikini Chao Xianji. Có lẽ cánh mày râu sẽ là những thực khách trung thành của nhà hàng Trung Quốc ngày mất khi tất cả các nhân viên đều mặc bikini hai mảnh. Làm sao chúng ta có thể rời mắt đi xa được chứ? Mặc dù vấp phải nhiều sự phản đối, nhưng thực khách vẫn đến ủng hộ ý tưởng lạ của nhà hàng này. Nhà hàng do khỉ phục vụ Kayabuki. Nhà hàng phía bắc thủ đô Tokyo đã thuê hai chú khỉ là Fuku 14 tuổi và Yap 16 tuổi làm phục vụ chính. Hai phục vụ đặc biệt này rất được lòng khách hàng và luôn được họ thưởng cho sữa đậu nành. Mặc dù là động vật, nhưng hai chú khỉ này tỏ ra tháo vát và nhanh nhẹn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.